Cái này cái nụ của công nha bạn. Cái này mình bán mình gửi luôn cái chậu nha. Cái này nói chung cũng được, uống cũng được một 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 phần rồi. Làm thêm chút xíu nữa giảm giá rồi. Mình đo thử hoành coi. Cái này cây cũ rồi, nay mình lấy đăng lại, không biết trước mình đăng nhiều, mình không nhớ 3 triệu mấy. Cái này là 34, tài ngang có 40. Để mình đo thử. Để liền sẹo, liền sẹo trăm trăm nha bạn, mấy cái sẹo này sẹo nu mình gọt lại thôi. 25 vòng, chỗ cái eo này 25 vòng, dưới góc thì bự hơn một chút. Cái này cái phong cây thì nó có gửi luôn chậu nha bạn. Chậu này cũng 200-300 ngàn. Chậu này chắc 200, 200 mấy quá. Đóng nguyên con gửi cái này, giảm giá thêm. Nụ công nha bạn. Cái này cây cũ thôi, lấy mình đăng lại, mình còn một số cây như kiểu bán thành phẩm giống vậy thôi, mình lấy mình đăng lại mình bán cho hết luôn cho nhà hết. Nhà còn mấy cây phong lớn không? Nụ công nha bạn.